Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã trở thành đặc sản của thành phố bên bờ sông Hàn. Năm 2023, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở lại được xem là cú hích để thành phố nhanh chóng đột phá và ghi dấu với những tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch, đóng góp vào sự phục hồi chung của du lịch Việt Nam. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn với sự tham gia của 8 đội, gồm 7 đội quốc tế là Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam, chủ nhà Đà Nẵng. Đặc biệt năm nay lễ hội có nhiều nét mới độc đáo hơn so với các năm trước để góp phần mang đến một lễ hội thực sự bùng nổ, ấn tượng. Thì lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023 với 5 đêm thi, với 5 chủ đề riêng biệt nằm trong cái chủ đề chung. Chủ đề chung của pháo hoa quốc tế năm nay đấy là Thế giới không khoảng cách, nhằm tôn vinh cái sự phục hồi của cái ngành du lịch thế giới. Và ngoài cái câu chuyện của các cái màn biểu diễn pháo hoa màn nhãn trên bầu trời của sân khấu sông Hàn, thì bên cạnh đó còn có những cái màn biểu diễn nghệ thuật hết sức là đặc sắc và hấp dẫn đến từ các cái ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, cũng như là các nghệ sĩ nước ngoài, quốc tế đến từ 25 quốc gia khác nhau trên thế giới. Lần đầu được tổ chức vào năm 2008, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã thu hút 30.000 người tham gia. Năm 2019, tức kỳ lễ hội được tổ chức gần nhất, lượng vé bán ra đã lên tới gần 80.000 vé. Cùng với đó là gần 1 triệu lượt khách du lịch tới Đà Nẵng, chỉ tính riêng trong tháng diễn ra lễ hội. Có thể thấy lễ hội đã trở thành sản phẩm biểu tượng, là thương hiệu của du lịch thành phố. Năm nay lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức trở lại sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, là một trong những cái sự kiện hết sức đặc biệt của thành phố Đà Nẵng, và qua đó thì góp phần thúc đẩy để khôi phục phát triển du lịch sau cái thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cũng như là tiếp tục khẳng định cái thương hiệu điểm đến sự kiện lễ hội của thành phố. Lần thứ 11 được tổ chức tại Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay được kỳ vọng thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến thành phố, góp phần tăng trưởng doanh thu du lịch các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn, vui chơi giải trí trên địa bàn đã và đang chuẩn bị các gói sản phẩm hấp dẫn, cũng như cơ sở vật chất, dịch vụ và nhân lực để sẵn sàng đón và phục vụ du khách.